Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Ngày hôm nay thì ở video này mình giới thiệu với các bạn một lô phôi mai cát của Bình Thuận ha. Nói chung là phôi khá nhiều các bạn. Đầu tiên đó là một cái phôi hoành to nha, cốt cũng khá là ngon lành luôn. Hoành 80 các bạn. Hoành 80 và cao lên từ mặt rễ lên là nó 1 mét ha. Thì cây này chúng ta thấy là nó rất là lực các bạn. Lực lắm, hoành 80, cao 1 mét. Thì cái cây này thì ở giữa nó có một cái lõi, nó khuyết xuống các bạn. Nó lũa dạng như là lũa, lũa thép các bạn. Ở ngay ngay giữa ha. Nó có một cái lõi bằng ngón tay giữa đây. Nó xuống khoảng tầm 4 phân. Thì xuống, nhưng mà dòng này thì nó là lũa lũa thép ha, nó không có bị mục nha các bạn. Cây rất to đẹp các bạn. Cây này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 4 triệu 500k ha, 4 triệu 500k, hoành 80, cao 1 mét ha. Cây rất là to cao ha. Rồi đến với một cái phôi số 2. Phôi số 2 này cũng hoành cũng khá là to các bạn. Hoành của nó là 67. Hoành 67. Cao là 1m1 ha, cao từ mặt rễ lên là 1m1. Phôi này là mấy phôi này là phôi mai mới về nha. Bình Thuận mới về các bạn. Thì mấy cái phôi này rất là đẹp các bạn. Nhìn dáng trực cũng rất là ok ha. Hoành 67, cao 1m1. Cây rất là ngon lành. Này nó có một cái lõi nhỏ ở trong nha. Lõi nhỏ ở trong nó bị lỗ thép ha, lỗ thép lõi trong. Nhưng mà nói chung là cũng khó nhìn thấy nha các bạn. Khó nhìn thấy. À, 4 4 chốt ha, 5 chốt. 4 chi 5 chốt ha, 4 thân 5 chốt. Cây nó cũng giống như bàn tay vậy các bạn. Và phôi này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 3 triệu 200k. 3 triệu 200k ha. Bạn nào thích thì mình liên hệ. Rồi đến với một cái phôi tiếp theo các bạn. Phôi hoành 67, cao 1m1 nha. Hoành 67, cao 1m1. Hoành 67 là hoành ngay cũ nha. Trên 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 mặt rễ là 67. Cao từ mặt rễ lên là nó 1m1 ha. Hai thân. Cây hai thân nha. Và có tất cả là 4 chốt. Nói chung là cái này thì chúng ta về chúng ta ghép thì nó rất là ok, cây sạch sẽ. À, cây này không có bọng lũa gì hết ha. Cây này ok nha. Rễ thừa thì trên thì mình cũng cắt hết rồi, cắt gọt hết rồi, sạch sẽ hết rồi nha. Cây rất là đẹp các bạn. Hoành to, hoành 60 mấy rồi. À, giá thì mình cũng giao lưu với các bạn với giá là 3 triệu 200k ha. 3 triệu 200k. Cây khá là ok. Hoành rất là to, hoành 67. Giá 3 triệu 2 ha. Bạn nào thích thì mình liên hệ nha. Đây là cái dòng mai cát Bình Thuận nha, hoa 5 cánh, 5 cánh mà nó xếp xòe xòe ha. Nó xếp chồng 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 lên nhau, rất là đẹp các bạn. Thì hoa của nó thì mình có để ở phần đầu video ha, cũng như là phần cuối video. À, đến với phôi số 4 các bạn. Phôi số 4 thì có hoành ngang cái trên cái cổ rễ của nó chút, trên cái hoành ở dưới cái ngang cái cổ rễ đó các bạn, thì nó 49. À, cao là 1m3. Cây bay khá đẹp các bạn. Em tôi tội nghiệp nó quay con mình thôi, nặng các bạn. Hoành 49 ha, cao là 1m3. Cây khá to. Cây khá là to nha. Và nó bay cũng khá đẹp các bạn. Cây này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 1 triệu 600k. 1 triệu 600k ha. Đế rất đẹp các bạn. Giá này thì nó bao gồm cả phí ship trong đó luôn rồi nha các bạn. Phần phí ship thì mình đã tính vào trong cái phần giá luôn, nên thử ra các bạn không cần phải lo.
Đến với cây số 5 các bạn. Cây số 5 là một cây có hoành 51 và cao lên là nó 50, từ 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 mặt rễ lên là nó 50 ha. À, ngang cái cổ của nó là 51. Hơn 51 tí nhưng mà thôi tính 51 thôi. Như là một cái ngọn núi nha các bạn. Cây sạch sẽ, ok ha. Cây sạch sẽ ok. Chúng ta trồng chậu để cái chân nó quéo là phía sau nhìn rất là khéo đó. Cây ok nha. Cây này thì cũng giao lưu với bạn với giá là 1.600.000 ha. 1.600.000 bao gồm phí vận chuyển luôn. Hành 51 nha. Hành ngang cổ 51. Cao từ mặt rễ lên là 50. Thân chi cao trên là 50 ha. Rồi, tiếp tục với một cái phôi số 6 các bạn. Phôi này thoát thân lên nó cũng vừa tầm các bạn. Các bạn nào thích chơi cụm thì chúng ta để, còn không thôi thì chúng ta cắt lùng bonsai thì nó cũng khéo các bạn. Hoành 50. À, cao lên là 75. Cây này rễ nó rất là nhiều ha. Rễ nhiều. Rễ khá khéo các bạn. Cây này rất ok nha. Sạch sẽ. Không có bọng lỗ gì hết ha. Cây này mình giao lưu với bạn với giá cũng là 1.600.000. 1.600.000. Cây đẹp, không bọng lỗ vậy ha. Hàng mới khai thác về. Hoành 50. Còn đo các bạn đo ở bên trên là nó cao, nó to hơn nha. Cao 75. Rồi đến với một cái chú lùng nữa các bạn. Chú lùng nữa, hoành 60 và cao lên là 90. Cây này chúng ta có thể để trực hoặc là chúng ta để nghiêng ha. Tùy vào cái sở thích của mỗi người các bạn. Để nghiêng thì nó cũng ra ra dáng thú các bạn. Hoành 60 thì to. Hoành 60 thì khá to nha. Cây sạch sẽ ha. Cây khá to. Chi chốt quá trời luôn ha. Chi chốt cỡ này thì chúng ta thấy là nó nếu mà chúng ta chơi trực thì chúng ta chờ cho nó ủ cho nó ngon lành xong chúng ta đặt là chúng ta ghép luôn đó. Cây này thì giao lưu với bạn với giá là 2.200.000. 2.200.000 ha. Rồi đến với một cái phôi dáng cũng khá là thanh mảnh các bạn. Dáng khá thanh mảnh. À, dáng này rất là lịch sự nha. Nhìn cái dáng cây rất lịch sự. Thông dong các bạn. Rất là lịch sự. Lắc nhẹ. Trực lắc nhẹ. Ba thân ha. Ba thân mà có một thân chính và hai thân phụ. Đấy, hoành 56. Cao lên là 95. Cây này các bạn thấy lịch sự lắm. Dễ thương ha. Cây rất là ok nha. Rất rất là đẹp luôn. Cây này mình giao lưu với các bạn với giá là 1.500.000. 1.500.000 nha. Bạn nào thích thì mình liên hệ cho cây. Giá này cũng khá là mềm. Cây này giá 1.500.000 thì cũng khá là mềm. Hoành 56. Hoành 56. To đấy chứ không có nhỏ ha. Giá này thì cũng rẻ các bạn. Rồi đến với một cái phôi tiếp theo các bạn, phôi số 9. Cũng là một chú lùng nữa ha. Cây này các bạn thích chơi lùng lực các bạn cắt lùng xuống chừa chừa chốt lại là rất đẹp luôn. Cây hoành 56, cao 95. 56 cao 95 ha. Cây ok nha. Cái cây này thì nó không có bọng lỗ gì hết nha. Rễ thì nó cũng vừa để chậu ha.
rễ vừa để chậu, như cái củ tỏi vậy bạn, nó nằm cái nu rất là đã luôn. Phôi này mình giao lưu với các bạn với giá là 2.200.000, 2.200.000 nha, hoành 63, cao lên là nó 90. Rồi đến với cái phôi áp chót các bạn, phôi số 10, phôi hoành 56, cao lên là 95. Nếu mà tính xuống dưới nữa thì nó phải 1 mét mấy các bạn, tính xuống sát sát mặt bàn quay luôn là nó 1 mét mấy á. Hoành 56, cao 95. Hàng nặng không nha các bạn, hàng nặng nặng không đó. Cây này thì mình giao lưu với bạn với giá là 1.800.000 nha, 1.800.000, rễ cũng rất là vi vu luôn, rễ vi vu luôn. Đó, ở trên á, còn nếu mà các bạn đo lên trên nữa nó còn là to nữa nha. Rồi đối với một cái anh này, ảnh lạ các bạn, ảnh rất là lạ luôn. Cây này nó hai cây đó, cái cốt trước của nó là nó cốt cốt phía trước nó là 31, cao lên là từ ngọn xuống là nó 50, và chiều dài ra là nó từ từ ở phía trước ra tới đầu rễ phía sau là nó 60 nha. Nói chung thì cây này rất là lạ các bạn, nhỏ nhưng mà lạ ha. Phôi này giao lưu với bạn với giá là 500k, 500k ha. Bạn nào thích thì mình liên hệ chốt cây. Rồi sau đây thì mời tất cả các bạn cùng xem lại những cây phôi của ngày hôm nay. Trong khi các bạn xem video thì cũng gửi các bạn một cái bài hát cũng khá là dễ thương các bạn. Mùa xuân đó có em, đoạn ngắn thôi chứ cũng mình cũng không hát nhiều được các bạn. Hát nhiều thì cũng hát dở ha. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mây cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.